muốn chỉ thực tế cho mẹ An An. Thì khi đó Phật đưa tay lên nói An An, ông thấy không? Thì ngài An An nói thấy, dạ con thấy. Phật để tay xuống nói ông thấy không? Ngài An An bạch, bạch thế Tôn, con không thấy. Phật của ngươi quên mình theo vọng. Cái tai là cảnh, là vào cái ngoài, phải không? Còn cái thấy là cái gì thấy? Cái thấy là của chính mình, mà thấy cái tai chính mình có biết. Nếu không biết mình sao nói đây cái tai, mà thấy biết cái tai đó là của mình hay của Phật. À, vậy mà để cái tai xuống nó không thấy, tức là chỉ biết cái tai mà không biết mình có cái hay thấy, phải không? Thì tất cả quý vị có thấy được cái tai tôi không? Như vậy thì quý vị thấy mà có biết đó là cái tai không? Thấy biết thì cái đó cái gì? Thấy mà biết nó gọi là tâm. Mà cái thấy đó nó có suy nghĩ không? Như vậy thì cái thấy đó lúc nào nó cũng thấy mà không suy nghĩ gì hết, phải không? Như vậy thì nơi mình sẵn có cái tâm rồi, tâm đó còn khởi suy nghĩ là cái tai này xấu, tai này đẹp gì đó, thì cái đó qua cái trạng thứ hai, cái trạng đó có tội rồi đó, nó buộc lại hết nghĩa. Nhưng mà bây giờ tôi nói ví dụ, nhìn mình qua quý vị chịu, nhìn mình qua là mình qua thôi, hay còn nói gì nữa? Nhìn mình qua là mình qua thôi, thì nó ở cái chỗ thứ nhất. Mà nhìn mình qua lại khen qua này đẹp qua kia xấu, thì đó là qua cái thứ hai là cái vọng rồi. Như vậy thì mình lúc nào cũng có cái thật mà lại không dừng ở đó, rồi cứ qua cái thứ hai so sánh phân biệt, rồi khen rồi chế, rồi thương rồi ghét. Nếu mình qua mà thấy nhìn hồi nó đẹp, đẹp là khen ai chìm khéo á, phải không? Nó làm thì khen. Còn nếu nhìn mình thấy một dụng về quá, thấy chê mình qua xấu, thì ai mà chứ mình qua này dụng quá chê, mà người khác nghe mình khen thì họ vui, nghe mình chê họ buồn, thì chính cái tâm lăng xăng của mình tạo cái nghiệp thương ghét với người, phải không? Khen họ thì họ thương, mà ghét họ, chê họ thì họ ghét. Mà quý vị nhìn mọi người đi, người ta đi thì mặt người ta đi, nhưng mà nhìn qua cái người này dễ thương mà, người kia thấy mặt dễ ghét mà. Như vậy thì không chịu thấy ở cái thế, thì người là người. Còn mình thương ghét cái chuyện đó, chuyện kia người ta, ai bắt mình phải thương cái ghét, và thấy cái dễ niệm thương ghét nhau. Vì vậy mà cả ngày chúng ta sống tâm cái sinh diệt. Mà sống tâm sinh diệt thì có phiền não hay không? À, bây giờ khi nào quý vị thử bỏ cái sinh diệt đó một ngày, thì cái ngày đó có phiền não không? Như vậy thì rõ ràng chúng ta không suy nghĩ, mà cái biết chúng ta hiện tiền. Ở mắt thì thấy, ở lỗ tai thì nghe, ở thân thì xúc chạm, ở lưỡi thì có cảm giác, dần dần nó có biết luôn luôn. Cho nên người xưa khi mà hỏi thế nào là Phật, cái nạt một tiếng thì rồi không nói gì thêm hết. Mà một tiếng nạt đó mình vẫn nghe, mình vẫn nghe thì mình có biết rồi, và cái biết đó là Phật rồi, kiếm gì nữa. Mà mình muốn diễn tả Phật ra làm sao, không đẹp, không xấu, không có hào quang, không hào quang chẳng hạn, chứ không dừng ở chỗ đó. Vì vậy mà chúng ta tu không có biết được cái thật, chạy theo cái giả, suốt đời tu mà vẫn khổ như thường. Có người, nhiều người Phật tử tu mà nói sao mà hồi chưa đi chùa phiền não ít, giờ đi chùa rồi phiền não nhiều hơn nữa, có vậy không? Tại hồi chưa đi chùa thì ít gặp người, ít gặp người thì ít có khen chê, ít khen chê thì ít phiền não. À, bây giờ đi chùa nhiều, gặp nhiều người quá, người này dễ thương, kia dễ ghét, người nào dễ thương thì họ chịu, dễ ghét.
phiền não. Như vậy rốt cuộc là càng tu mà càng phiền não. Bây giờ quý vị đi chùa mà đừng có cái tâm nghĩ suy gì hết thì quý vị đi chùa giải thoát liền, phải không? Không có phiền não gì, tự mình đã giải thoát. Nó rõ ràng trên con đường tu không phải là khó, nhưng khó thì mình làm cái thịt mình lại bỏ, cái giả dối mình lại theo, cho nên đừng khổ mãi. Như bây giờ tôi đặt cái thí dụ như tất cả quý vị mà không có giấy cái niệm thương ghét gì hết, có ai là chửi mình mà không giấy cái niệm gì hết thì lúc đó mới dạng có ghét không? Nếu mình không nghe họ chửi thì biết họ chửi mà không có cái niệm gì hết thì cười thôi, có gì đâu. Còn này vừa nghe chửi cái đó nổi tức lên liền, phải không? Rồi nói cái đó là giục mình, cái đó là khinh mình gì đủ thứ, cái đời kiếm là nói nặng hơn họ để đã buộc nó được qua lại để khổ đau với nhau chồng chặt. Như vậy thì tại sao ngày xưa Phật và các vị Bồ Tát bị người ta mắng chửi các ngài tự tại? Bởi vì không có khởi cái niệm so đo suy gẫm gì hết, cho nên là chửi ngài ngài cười thôi, không có giận hờn. Còn mình mới vừa mở miệng chửi một câu cái thì mặt đỏ rồi, phải không? Rồi muốn phát điên lên nữa. Đó là tại vì chạy theo tâm cuồng loạn. Vì vậy mà trên đường tu các ngài thấy, các ngài chỉ rất là trường tận. Dấu còn trong nào mất thì nãy giờ tôi chỉ dấu, quý vị thấy dấu chưa? Quý vị thấy dấu của trong thật quý vị chưa? Thấy rồi đó, mà thấy dấu thì trong không mất đâu, thế nào cũng bắt gặp nó. Vô tâm đạo dễ tầm, nghĩa là nếu mà không có cái tâm lăng xăng đó thì gần với đạo vô cùng, đạo ở hiện tiền. Cho nên nói là ngài Nam Tuyền ngài nói cái câu ngài nói rằng vô tâm là đạo, hay là nói câu khác bình thường tâm thì đạo. Cái tâm bình thường không giấy tở thì tâm nó là đạo, nó phải xa. Bây giờ quý vị đi non đi núi đi tìm đạo mà cái tâm bình thường là đạo là bỏ vô đi tìm. Đi non đi núi tìm đạo mà ai động tới nổi giận đùng đùng lên, không biết đạo có thấy không à? Thấy đạo là cái sân si gì đó. Nên có nhiều người đi chùa mà cãi lại tom sòm, đi chùa để tìm đạo mà lại vô đó cãi nhiều hơn nữa, đó là cái sai lầm. Đến cái câu thiền cái bài thứ ba, sanh từ chỗ nào đến, chết sẽ đi nơi nào, biết được chỗ đi đến mới gọi người học đạo. Nguyên chữ Hán là sanh tùng hà xứ lai, tử tùng hà xứ khứ, tri đắc lai khứ xứ, thương danh học đạo nhân. Như vậy cái chỗ này là cái chỗ mà người tu chúng ta phải hiểu. Ngày xưa tôi hay đặt câu hỏi để cho quý vị nhớ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta khi ngài đi tu vì chứng kiến được cái sanh già bệnh chết của con người, ngài liền có cái thắc mắc: ta từ đâu lại đây, rồi chết ta đi đâu, còn không mất. Thì hai câu này sanh từ chỗ nào đến, chết sẽ đi nơi nào, là hai cái nghi vấn vô cùng đặc biệt. Rồi một cái nghi vấn cuối cùng nữa là nếu chết còn thì chúng ta đi về đâu? Cho nên khi ngài ngồi tu đi đến học đạo với các ông tiên dạy tu nào tứ thiền bát định đủ hết, nhưng mà mới chỉ được định trong tâm
chứ không có giải quyết được những nghi vấn của Ngài, Ngài mới bỏ đi tìm tới cổ Bồ Đề, ngồi yên tu. Để chừng nào giải quyết được ba vấn đề của Ngài, Ngài mới dừng. Vấn đề thứ nhất là sanh từ đâu đến, vấn đề thứ hai chết sẽ đi về đâu, vấn đề thứ ba là muốn khỏi sanh tử phải làm sao. Đó là ba vấn đề thiết yếu. Đó là cái gốc của sự học đạo. Học đạo mình phải biết. Như bây giờ tất cả chúng ta có mặt ở đây, quý vị biết từ đâu ở đây không? Biết không? Không biết, mờ mờ, mình không biết tại sao mình có ở đây. Rồi mai kia nhắm mắt, quý vị biết quý vị đi đâu không? Không biết luôn. Như vậy thì sống chỉ có biết một chặng, một khoảng này thôi. Mấy chục năm rồi, trước không biết, sau không biết, thì mình mù mù mịt mịt. Cho nên Ngài thắc mắc phải biết khi sanh mình từ đâu ra đây, khi chết mình đi về đâu, mà nếu muốn ra khỏi cái dòng sanh tử đó phải là sao, đó, phải tìm ra cái đó. Đó là học đạo. Học đạo là như vậy. Nếu muốn thấu suốt được lẽ này thì Đức Thích Ca Ngài ngồi tu đêm thứ 49 từ canh 1 đến canh 2, cái Ngài ngộ được hay là chứng được cái túc mạng minh, tức là trong ta minh, cái đó là túc mạng minh. Để minh là biết cái số mình, đời mình vô số kiếp về trước, từng sanh ở đâu, làm gì, tên gì, cha mẹ, tên gì, tên danh, biết tổ cùng hết. Cho nên khi thấy được vậy rồi, Ngài mới nói rõ rằng con người không phải chỉ mới có một đời, mà đã có vô số đời, sanh ra rồi chết, chết rồi đến đây. Cho nên Phật mới nói cái lý luân hồi đó, sanh đi tử lại không biết bao nhiêu lần. Phật thấy được cái điều đó, mà trong kinh nói rằng Ngài thấy rõ cái vô số kiếp về trước, nhớ rõ như là chúng ta nhớ việc mới xảy ra hôm qua vậy đó, nhớ tương tận như vậy. Vậy đó, cái đó gọi là túc mạng minh. Rồi từ canh 3 tới canh 4, cái Ngài chứng được thiên nhãn minh, Ngài nhìn thấy người chết không phải là hết, mà theo nghiệp dẫn đi trong luân hồi lục đạo. Lục đạo là thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó, ba đường ác, ba đường lành. Người chết đi trong đó theo cái nghiệp lành, nghiệp dữ mà đi trong luân hồi. Ngài nói Ngài thấy rõ như người đứng trên lầu cao, nhìn xuống ngã tư đường, kẻ đi qua, thấy đi qua, người đi lại, thấy đi lại, thấy rõ ràng, tường tận như vậy. Đó gọi là thiên nhãn minh. Như vậy thì hai câu trả lời rõ cho Ngài từ lúc đi tu là sanh từ đâu đến, chết đi về đâu, biết rõ thôi. Như vậy thì sanh từ vô số kiếp lần lượt tới đây, còn chết là luân hồi dẫn đi trong sáu đường sanh tử, sanh đi tử lại liên miên không dứt. Như giờ đến câu thứ ba, muốn dứt cái mầm sanh tử đó phải làm sao? Đó thì Ngài tu tới, ngồi thiền tới canh năm sa mai vừa học, thì Ngài chứng được cái lậu tận minh, thấy được cái chỗ không còn sanh tử nữa. Đó, thấy được cái chỗ không còn sanh tử nữa. Cho nên khi đi truyền đạo, cái vốn chốt đó Ngài giảng pháp tứ đế cho năm anh em thì mình mới nghe đó. Đó, giải thoát sanh tử, ra khỏi đường sanh tử. Như vậy, nếu mà chúng ta người học đạo phải thấu, phải suốt được cái lẽ ta từ đâu lại, chết đi về đâu, và phải biết muốn ra khỏi sanh tử phải làm sao, đó là cái lý do học đạo. Còn chúng ta ngày nay học đạo mù mù mịt mịt, không biết mình rồi ra sao. Bây giờ tôi đặt câu hỏi, nếu Phật tử chúng ta
giữ tròn năm giới từ khi quy y cho tới ngày nhắm mắt. Khi nhắm mắt, ai đó hỏi huynh chết huynh sẽ đi về đâu, thì Phật tử trả lời sao? Đa số không biết. Nghĩa là Phật dạy ngũ thừa Phật giáo, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, mà cái thấp nhất là nhân thừa Phật giáo. Phật giáo dạy tu trong cái làm người, đời này làm người, đời sau trở lại làm người, đó gọi là nhân thừa Phật giáo. Muốn bảo vệ cái cuộc sống con người tiếp tục không mất thì phải giữ tròn năm giới. Năm giới là cái nhân để đời sau được trở lại làm người. Nếu quý Phật tử nghe đây, thọ năm giới rồi giữ tròn, khi gần nhắm mắt ai hỏi huynh mất rồi đi về đâu, thì trả lời là tôi sẽ trở lại làm người, không đi đâu hết á. Đó là tại mình đang tu nhân thừa Phật giáo, tức là Phật giáo trên cái chiếc xe trở lại làm người. Thừa là ngồi cái cổ xe, đặt cổ xe trở lại làm người. Còn nếu mà tu tập thì hỏi nguyên chết thì đi đâu, thì nói sao? Tôi chết rồi để được sanh cõi trời, là thiên thừa Phật giáo. Chứ vậy thì Phật chỉ rõ con đường đi, nhân nào sẽ đến chỗ nào, biết rõ vậy. Cho nên người tu biết rồi mình mới tinh tấn tu. Mình muốn vươn lên, muốn đạt được thì phải vươn lên. Mà vươn lên bằng cách nào? Nắm vững phương pháp. Thì vậy mới gọi là Phật tử. Mà Phật tử mình bây giờ hơi mơ mơ quá à, phải không? Phật tử thì Phật tử mà không biết mình vươn lên chuẩn bị con đường nào đây. Gặp làm, gặp lành, gặp dữ cũng thành dữ. Thành nó không có cái lối đi thiết thực cả. Vì vậy mà con đường mờ mờ mịt mịt. Chứ còn người biết rồi thì ra đi có nơi, có chốn hẳn hoi, chứ không có mờ mịt nữa. Vì vậy mà tất cả chúng ta, ai là người biết tu Phật thì phải chuẩn bị, phải tìm hiểu con đường đi của mình cho rõ ràng, chứ không có mơ màng như vậy được. Nghĩa là ai tới hỏi thì khẳng định tôi chết tôi trở lại làm người. Ai nói hỏi mình chết đi đâu, tôi sẽ làm lên cõi trời. Rồi hỏi chứ mình chết rồi mình có còn tái sanh hay không, thì nếu mình tu thanh văn thừa mình được cái pháp tiếp tế rồi thì nhất định làm hàng thanh văn. Còn nếu mình tu luật độ thì tôi chết rồi tôi trở lại làm hạnh Bồ Tát, chứ có gì đâu. Nghĩa là mình tu cái hạnh nào thì cái tiếp nối của mình sẽ đi đến đường đó. Như vậy thì tất cả quý vị hiện giờ có tin rằng mình đời trước và đời này có liên hệ không? Thì sao biết? Dễ lắm, không có gì khó đó. Tôi thấy hồi xưa tôi đi giảng cho Phật tử, rồi giảng và luân hồi. Rồi chúng tôi giảng rồi thì có một ông giáo ông đứng ra nói thưa thầy về nước lý luân hồi, chúng con làm nghề giáo biết rõ lắm, tại sao mà đỡ biết? Nói cùng giảng một lớp học một ông thầy mà học trò đứa thì giỏi toán, đứa thì giỏi văn, đứa thì giỏi thủ công, mỗi đứa giỏi mỗi thứ, phải ai dạy cái đó mà nó giỏi. Phải không? Thì ông này xưa thợ học, giờ ông chết ở đây làm người, thì lên nghe nói về cái đồ thủ công cho ông rằng còn cái chú này xưa học gì văn giỏi, bây giờ tới đây học và tới môn văn cho nó phát triển hay nhanh. Còn người kia học pháp giỏi thì như vậy nhìn trong lớp học cùng lứa tuổi như nhau, cùng ông thầy dạy như nhau, mà cái biết sai biệt của mỗi người là cái tích lũy của đời trước. Phải không? Đời trước có tích lũy thì đời này cũng còn nhớ. Vậy đó mà nhiều khi gia đình chưa tin, chưa hiểu, cái đó là rõ ràng kiểm tra lại trong lòng mình thấy rõ, không có gì sai biệt hết. Như vậy thì chúng ta mới thấy Đức Phật nói lẽ thực,
trên con đường luân hồi mà chúng ta chưa có chịu kinh nghiệm, chưa có cái chịu nghiền ngẫm cho kỹ rồi bán tính bán nghi. Nếu chúng ta hiểu kỹ rồi không có gì nghi nữa. Như vậy bây giờ quý vị hiện có mặt ở đây muốn sau khi chết trở lại làm gì? Muốn làm gì? Chắc là đa số là thôi được trở lại làm người nữa rồi. Phải không? Mà quý vị muốn làm người tốt hay người xấu? Người đẹp hay người xấu? Thì không có phạm tội giết người thì đời sau sanh ra tuổi thọ sống lâu. Đó. Không có trộm cướp của người thì đời sau sanh ra có tài sản không mất. Không có tà dâm thì đời sau sanh ra trinh bạch tốt đẹp. Thì không có nói dối thì đời sau sanh ra nói lưu loát, nói là thật tin thật yêu. Không có uống rượu sai, không có hút quá phiện xì ke ma túy thì đời sau sanh ra thì thông minh. Vậy năm cái có cái quả rõ ràng và muốn đời sau mình đủ năm điều đó thì ngay đời này mình phải chuẩn bị. Chứ đời này không chuẩn bị tham hồ muốn làm rồi tới đời sau mình kêu. Cho nên quý vị thấy trong đời này có người được làm người mà nó thiếu một hai phần trong đó. Tuổi thọ dài mà nghèo, nghèo cay, nghèo đắng, phải không? Có người thì được có chùa, được đẹp đẽ, được giàu có mà lại câm lại ngọng, phải không? Đó là nó chưa có thực hiện được tròn. Vì vậy mà cái lẽ thực như vậy nên Phật nói năm giới là điều kiện tốt để chúng ta trở lại làm người, không có thiếu, không có bỏ một phần nào hết. Chúng ta thiếu bỏ thì đời sau đừng mong chúng ta được tròn đủ. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu tường tận. Vì hôm nay có nhiều phần nên là tôi giảng tới đây thôi, tạm đủ để ngày Lương Hải Thiền Sư. Bởi vì cuốn thiền học Việt Nam còn dài lắm, thôi thì tới phần sau quý vị nghiên cứu. Còn phần tôi thì giảng tới đây thì chấm dứt, thì còn phải trả lời số câu hỏi Phật tử thắc mắc và còn phải có thời gian để từ giả quý vị và có thời gian để quý vị